Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng dựng cho các bác tham khảo một đôi loa phun đơn 40 JBL 715 các bác nhé. Với cái form thùng 715 này thì không lạ lẫm gì với các bác chơi loa rồi. Form thùng này cho các bác chơi đi làm sự kiện này, hoặc các bác chơi sân vườn, hoặc gia đình nhà các bác nào mà không gian rộng, các bác chơi một đôi phun 40 như thế này thì cực hay. Thì bên cửa hàng nhà em thì dựng rất nhiều loa phun 40, từ cấu hình từ thường cho những cấu hình từ neo. Đấy. Ở video này thì em dựng cho các bác một cái cấu hình từ neo các bác nhé. Với cái cấu hình này cho các bác tha hồ chơi luôn, đánh sự kiện nhỏ, chơi sân vườn, hoặc gia đình nhà bác nào mà ăn chơi thì chơi cấu hình này cho em. Thế phải nói thẳng luôn, cấu hình này em lựa chọn cho các bác lên là cấu hình nội thất bát chép phân tần là ngon luôn các bác nhé. Xài là ưng là mê luôn các bác. Đấy. Đấy cái form thùng 75 đây. Thùng này của nó sơn sần chống nước các bác nhé. Đầy đủ ốc này, ốc ke góc này. Đấy. Con này tay sách ở hai bên nhé. Tay sách nó sẽ như thế này này. Hai bên các bác nhé. Đây. Tay sách 75 đây. Đây tem này, tem bộ tem của nó em chưa dán. Lưới của nó đây các bác nhé. Form lưới nó sẽ như thế này. Và thùng của em là sẽ hai thanh, hai cái lỗ thông hơi tam giác ở phần dưới đáy như này. Để cắm cọc ở phần dưới. Hậu loa đằng sau đây. Sơn sần chống nước. Lưới có dán vải chống bụi các bác nhé. Cái thùng này em cho các bác kích thước luôn này. Còn để cắm cọc loa phần dưới đáy này. Thùng cao 71 này. Sâu 43, ngang là 45 các bác nhé. Đấy. Đi vào vấn đề chính giới thiệu cho các bác bát chép nhá. Bên trong các bác này, thùng này của nó là thùng chôn gen lục giác các bác nhá. Chôn gen lục giác. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Có đế này, đỡ chép này. Thùng này của nó đương nhiên em quên đấy. Thùng này của nó thùng ván ép nhá, gỗ rất dày đúng không anh nhá. Rất chắc luôn này, gỗ dày phân 8 cơ. Đấy. Lót bông này. Phân tần của nó các bác nhìn này, phân tần này em sử dụng phân tần BN LX1501 nhá. Phân tần này tiếng rất hay. Tải rất tốt luôn. Phân tần này tiếng nhuyễn lắm hay, tiếng chép hay, tiếng sáng này. Đánh bao bền luôn các bác nhé. Rất nhiều linh kiện. Luxury Spec Audio. Ok chưa các bác? Còn về phần củ chép ở đây, em sử dụng củ chép của nó. Củ chép là củ chép 850 neo khối các bác nhé. Chép RCF. Đấy, neo khối 7 màu. Con này côn 75 dây dẹt các bác nhé. Côn 75 dây dẹt và con này là viền đồng nhé. Cối nhôm viền đồng. Cối nhôm luôn nha, nắp nhôm. Họng phễu của nó họng phễu đại. Họng phễu đại. 23 x 35 các bác nhé. Đấy. Chơi cái cấu hình này cho em VIP nhất xóm. Đấy bác nào đi làm sự kiện nhỏ chơi cấu hình này nhá. Tiếng rất hay, tiếng sáng, lời tốt đi xa luôn nhá. Củ bát thì em sử dụng của bát 40 neo Hewell. Con này hàng chính hãng của Hewell nhá. Đây này. Con này công suất của nó là max là 900W này. Khởi chạy là 450W. Xương nhôm này, cọc chạm đồng. Con này côn 76 các nhá. Bích 7 màu 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt. Nói chung đây là hàng chính hãng của Hewell. Dòng neo Hewell này rất là nổi tiếng. Không phải côn 76 này, dây điện bọc từ ngoài vào trong này. Ok chưa các bác? Con bát này em bán mấy năm nay rồi. Được rất nhiều anh em lựa sự kiện các thứ lựa chọn. Gân vải, 3 gân tẩm dầu. Màng, chất lượng màng được rồi. Mỹ mãn luôn các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Quay trở lại em test cho các bác nghe chất âm nhá. Ở video phần 2 em sẽ chơi test karaoke trên đôi này. Để bác nào có nhu cầu thợ thuyền, có nhu cầu nhập số lượng cái mẫu này thì bên em dựng cho. Bác nào mua lẻ một đôi thì bên em có ship toàn quốc nhá. Quay trở lại test cho các bác nghe chất âm nhá. Nói chung bên em thì cứ hàng tốt mà chơi, mang đến tay các bác là hàng chất lượng. Em không bán hàng rẻ đâu. Với những cái dòng này cho các bác đi làm sự kiện, thứ nhất phải bền và hay. Tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu. Với những dòng từ neo này về các bác kết hợp với cả
Súp hơi thì rất hay, súp hơi 40-50 thì quá đã luôn. Hồi nhé, em xin dừng video nhé. Mua hàng các bác điện cho em và hai số điện thoại này nhé. Hoặc có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo đi. Nhắn tin qua Zalo cho em 100% tin nhắn qua Zalo em trả lời nhé. Hồi nhé, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhé. Video mà hay các bác nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé.